cuộc đời qua rất nhanh, cũng như thời tiết. Vừa mùa xuân, mùa hạ, bây giờ là mùa thu, không bao lâu nữa là đến mùa đông. Xuân hạ thu đông cũng như cuộc đời của con người. Tuổi thanh xuân qua rất nhanh, cho nên chúng ta hãy sống tất cả và trọn vẹn cho mình, cho người mình thương, để mai kia khi nằm xuống, ta sẽ mỉm cười và tự hào là ta đã sống trọn cuộc đời của mình. Cây vườn thì đang thay lá, cho thấy rằng không bao lâu nữa là tuyết rơi. Cũng như cuộc đời mình đi vào một cuộc rồi cũng sẽ dừng lại.